Kính chào quý vị và bà con đang theo dõi những thông tin thời tiết đáng chú ý trên kênh VTC16. Thưa quý vị, tại Bắc Bộ trong ngày hôm nay, sự chuyển nhiệt trong các thời điểm trong ngày vô cùng rõ rệt khi bộ phận không khí lạnh đã tác động trực tiếp xuống nước ta. Đợt không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến những nơi khác của khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó sẽ ảnh hưởng đến Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, có lúc cấp 6, cấp 7. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng sớm ở Trung Du, Đồng bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ sẽ phổ biến trong khoảng từ 11 cho tới 14 độ. Khu vực vùng núi Bắc Bộ phổ biến từ 7 tới 10 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ. Ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi Bắc Bộ rét hại. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét, vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Cảnh báo hiện tượng rét đậm, rét hại này có thể kéo dài sang đến ngày 20 tháng 12. Từ chiều tối nay, mưa và mưa rào rải rác, có nơi có dông sẽ gia tăng tại khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trong mưa và lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên các sườn dốc. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp, do đó bà con cần hết sức lưu ý. Tại Trung Bộ, khu vực Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Đến ngày 17 tháng 12, sau có mưa rào rải rác. Từ ngày mai 17 tháng 12, ở phía Bắc trời chuyển rét, nhiệt độ trong ngày phổ biến từ 18 cho tới 20 độ. Riêng phần phía Nam thì nhiệt độ trong ngày có thể cao hơn khi có nắng xuất hiện ở một vài nơi với nền nhiệt từ 28 cho tới 31 độ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có mưa, rào và dông ở một vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Chuyển sang thời tiết tại khu vực Nam Bộ thì đây là khu vực có thời tiết tốt nhất trong những ngày tới khi ban ngày trời nhiều mây và ngày nắng với nền nhiệt phổ biến ở 28 cho tới 31 độ ở Tây Nguyên và từ 31 cho tới 34 độ ở Nam Bộ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông ở một vài nơi và có khả năng xuất hiện trên cả hai khu vực này. Chuyển sang thời tiết trên biển, từ đêm nay 16 tháng 12 sang đến ngày mai 17 tháng 12, vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8 và độ cao sóng biển dao động trong khoảng từ 2 cho tới 4 mét, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, độ cao sóng biển dao động trong khoảng từ 4 cho tới 6 mét, biển động mạnh. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi và khu vực giữa Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9. Độ cao sóng biển dao động trong khoảng từ 3 cho tới 5 mét, biển động mạnh. Còn vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển phía Tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển phía Tây quần đảo Trường Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 và độ cao sóng biển thì sẽ dao động trong khoảng từ 2 cho tới 4 mét, biển động. Toàn bộ tàu thuyền và các hoạt động khác tại các vùng biển này thì đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Bà con cần phải hết sức lưu ý. Thưa quý vị, trong đợt không khí lạnh này, tại các vùng núi nhiệt độ sẽ xuống rất thấp. Do đó, bà con cần phải lưu ý thực hiện tốt các công việc sau đây để đảm bảo sức khỏe cho đàn vật nuôi. Lưu ý là dùng bạt, bao ni lông hay là phên nứa để có thể quây xung quanh chuồng nuôi. Nên chuồng phải lót rơm rạ, lá khô và chuẩn bị thêm chấu, củi để đốt sưởi cho đàn gia súc. Đối với châu bò thì nên dùng bao tải hay là tấm chăn để làm áo choàng chống rét cho đàn vật nuôi, đảm bảo đầy đủ nguồn dự trữ thức ăn thô khô xanh với định mức 10% trọng lượng cơ thể của vật nuôi. Vệ sinh sạch sẽ chuồng trại, khu vực chăn nuôi cũng như là tiêu độc khử trùng khu vực chăn nuôi. Bổ sung vitamin để tăng cường sức đề kháng cho đàn vật nuôi của gia đình. Và như thường lệ trong phần cuối của bản tin sẽ là những thông tin thời tiết đáng chú ý. Mời quý vị cùng theo dõi.